Rồi bây giờ chúng ta chuyển qua lại Object Mode và chúng ta quay lại như thế này ha. Ok. Thì cái này chúng ta đã tạo ra một cái lỗ đúng không? Một cái lỗ như thế này. Và bây giờ mình thử lấp đầy cái lỗ này ha. Nghe lấp đầy nghe hơi sao ta? Gọi là bịt bịt kính à. Không biết đưa biết nói sao, nói chung là mình làm mất cái lỗ này đi để hiện lại giống như hai cái này. Thì bây giờ các bạn đầu tiên là các bạn chọn những cái cạnh. Cạnh cái này là do máy mình đang xài Corel nó hơi nặng nên dùng cái này nó hơi khó đấy. Ok, bây giờ mình chọn cả cái cạnh rồi. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ vào một cái lệnh khác gọi là cái lệnh fill. Thì các bạn vào mesh. Ok, rất là nhiều lệnh ở đây mesh ha. Thì trong đây nó có một cái lệnh trong phần act, nó sẽ có một face á, face nhầm, face nó có một cái lệnh fill với lệnh mesh act face. Thì là hai cái lệnh này gần gần giống nhau nha, gần giống thôi chứ không phải giống lắm. Thì bây giờ Mesh Add Face bấm vào nó sẽ tạo ra, à, thấy không, tạo ra một cái đường rất là đẹp như thế này. Rồi nhưng mà các bạn có để ý một điều là cái đường ở giữa này hoàn toàn biến mất, hoàn toàn biến mất luôn nha. Mình chọn chỗ khác. Ok, bạn thấy nó hoàn toàn biến mất, nó nghĩ là nó đã phá mất cái lưới này rồi, đã phá mất cái lưới rồi. Bây giờ mình quay lại cho Z. Rồi bây giờ các bạn quay lại Mesh Act và face và fill, rồi sẽ thấy gì xảy ra. Ok, nó tạo ra vẫn có đường này nhưng mà nó tạo ra hai cái hình tam giác. Thì được tới trong trong thiết kế ba chiều á, thì các bạn sẽ cần có, các bạn sẽ có hai loại chính là một loại hình tam giác và loại hình vuông gọi là triangle và quadrangle á. Thì thường á, thường thì cái mặt thể mà các bạn không có animation có ảnh hưởng tới lưới thì các bạn có thể xài kiểu hình nào cũng được, nhưng mà với những hình dùng animation nhiều thì thường nha còn cái khác thì mình không biết, nhưng mà thường thì họ sẽ dùng cái hình chữ nhật để họ bị gãy. Thì bây giờ ta thấy tại vì những cái hình tam giác như thế này nó có những cái góc cạnh. Cái góc cạnh này khi các bạn bẻ cong nó xuống thì nó sẽ bị gãy cái lưới này ở giữa luôn, hoặc là gãy cái lưới ở cái điểm này. Còn trong những cái hình chữ nhật hoặc hình vuông á, khi các bạn bẻ cái lưới xuống thì nó sẽ gấp lại thôi ha. À, bạn có thể tưởng tượng ra được cái điều đó đúng không? Rồi thì bây giờ mình khi đã tạo ra rồi thì bây giờ mình xóa hai cái này đi. The show app. Ok, mình có lại một cái lưới bình thường ha. À, đó đó là cái lệnh, những cái lệnh quan trọng là mesh face và fill hole. Thì nó có những cái phím tắt, các bạn nhớ phím tắt để họ đã làm cho nhanh ha. Thì ở đây là Ctrl E và cái Ctrl F, Ctrl V là ba chữ cái đầu. Và cái face này nó là fill là an F và mesh là F. Ok, nhớ nha. Rồi, ở trong cái bây giờ mình làm cái phím tắt ở đây luôn ha. Thì bây giờ mình chọn cái mặt bản này. Ở trong cái phím tắt của mình là Ctrl đúng không? Ctrl F. Bắt đầu nó hiện ra một cái trình đơn. Trong cái trình đơn này chúng ta sẽ có một cái lệnh rất là hay, đó là insert face, bấm vào rồi di chuyển. Các bạn hiểu không? Thì nó sẽ tạo ra một cái mặt phẳng giống hệt bên trong và nó liên kết hết những cái điểm ở bên trong ra cái điểm bên ngoài, tạo ra những cái cạnh. Thì cái này nó hay ở chỗ nào? Bây giờ các bạn có thể nhìn như thế này đúng không? Ok, bây giờ mình adjust nó lên tí nè. Ok. Đó. Nhìn thấy giống gì? Bây giờ nhìn sơ sơ nó thấy giống gì? Khi mà các bạn muốn tạo những cái vật thể mà có ở trong nó rỗng ruột hoặc là nó có cái viền ở ngoài giống như những con ốc nè, những cái bình hoa hoặc là những cái ca nước hoặc là thùng rác hả? À, thùng rác là mình thấy thùng rác, mình nói thùng rác hoặc là nói chung là những cái thứ mà nó có những cái viền nổi lên thì cái lệnh Access này rất là hay, đỡ mất công các bạn phải tạo từng F-loop rồi các bạn nâng nó lên dần dần rất là mệt. Thì mình làm những cái này cho nó nhanh ha. Đó, bạn thấy nó rất là đơn giản. Ngoài ra trong cái lệnh này nó không có rất nhiều thứ. Bây giờ mình cần trên giấy ha. Cái lần nữa reset và kéo ra, kéo vào trong ha. Rồi mình thấy những cái thông tin của hoạt động vừa mới làm nằm ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái gì battery. Cái này cái này nó cái hiển thị nó hơi nhỏ. Ok, mình cũng không có rõ lắm về cái lệnh này ha. Nói chung mình chỉ biết là cái kết cấu là vậy thôi. Thickness này, là độ dày nè. Những thông số cơ chính nè. Cái event này cũng giống như cái lúc nãy á, các bạn. Này cái loop cut á, loop cut and slide á là y chang luôn á. Cái event này để song song hoặc là không song song á. Rồi, cái depth là chiều sâu.
định cái đó chiều sâu nên là nhìn hiểu ha, nâng lên đầu nâng xuống rồi offset lấy ở bên ngoài chứ không lấy bên trong, nó lấy ra ngoài chứ không lấy ra trong. Rồi select outer là select ở trong hoặc là select ở ngoài, chọn ở trong ở ngoài đó. Rồi individual là chia ra hoặc là không chia, thì individual nó cũng giống như cái là xclub, thì nếu như mình tách ra thì chia ra thì những cái chỗ này nó sẽ được tách ra, nó được gọi là sorry chắc là mình chưa hiểu lắm về cái lệnh này ha, chút thêm phát nữa đi. Rồi nói chung là biết sơ sơ về cái lớp này thôi, về chi tiết sâu hơn thì có thể mình sẽ tìm hiểu hơn ở những cái tool khác, tại vì mình cũng mới học Blender được vài thời gian gần đây, thì mình cũng chia sẻ lại cho các bạn những gì mình biết thôi ha. Thì nếu như có gì các bạn không thích thì các bạn có thể bỏ qua hoặc là có thể góp ý lại cho mình. Blender giờ đang rất nhiều bản xin mình tắt ha. Ok, xin lỗi các bạn ha, Blender mình mới vừa bị crash, chắc là do máy nó bị yếu hoặc là bị cái gì đó mình không biết. Nhưng thôi, bây giờ chúng ta bắt đầu tiếp ha. Thì các bạn nên đặt chế độ auto save và lưu ở trong thư mục tạm ha. Và cái chức năng đó các bạn phải lên wiki mình đã dịch ở trên nó rồi, bạn đã xem qua. Rồi thì bây giờ chúng ta quay lại thôi. Lúc nãy các bạn đã biết về cái lệnh insert. Insert là tạo một cái vòng, một cái mặt phẳng giống như hệt ở bên trong và kết nối tất cả các điểm vào cái mặt phẳng ở bên ngoài. Ok ha. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái lệnh quan trọng hơn, nhưng mà để chốt ra nè. Một cái lệnh khá là hay nhưng mà mình không biết nó hữu dụng hay không, tại mình ít khi xài nó lắm. Nhưng mà chúng ta vẫn còn Ctrl E. Các bạn nhớ sử dụng phím tắt nhiều ha. F phím tắt nhiều để quen và nhanh. Ở đây nó có lệnh là bevel. Bevel ha. Bevel là tạo một cái viền ba chiều. Đây mình sẽ bấm vào. Bắt đầu mình di chuyển. Đó, từ từ nha. Rồi các bạn có thể thấy là nó tạo một cái viền mà nó bo góc lại. Các bạn thấy nó bo góc lại đúng không? Ok. Thì ở đây nó có thông số là offset. Offset là độ rộng nè, độ rộng của cái viền nè. Rồi, segment là bao nhiêu cạnh, bao nhiêu chi tiết ở trong đó, mỗi chỗ nó sẽ chia ra làm đôi và nó kết nối lại với nhau theo hình tam giác. Đó các bạn có thể thấy ha. Đó. Đấy, kiểu như là những cái đường trung điểm này nó sẽ nối với cái tâm của cái mặt phẳng vậy đó, tạo ra một cái mặt phẳng mới. Ok. Rồi chúng ta sẽ có cái vertex only, nghĩa là chỉ có bevel những cái vertex thôi. Những điểm vertex này chia làm 4 và nó chia đều ra. Đó, nó bị lõm vào trong nè, các bạn thấy nó bị lõm vào trong ha. Rồi thì nhìn sơ sơ vậy thôi là các bạn thấy cái thành quả của mình như thế nào rồi đúng không? Giờ mình A nó. Ok, các bạn thấy cái thành quả của mình nhìn nó cũng khá là vui ấy, đúng không? Nhìn nó cũng khá là vui, giống như một cái gì đó ốc vít hay là gì đó. Rồi ok. Thì đó là một số cái lệnh mà chỉ sơ sơ vài lệnh cơ bản, các bạn có thể tạo ra được rất là nhiều thứ. Rất là nhiều thứ nha. Nó như các bạn có một bản vẽ là một ý tưởng là các bạn muốn giỡn với nó một tí thì các bạn cứ thử phá đi với những cái lệnh nãy giờ mình giới thiệu. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai lệnh khác nữa ở trong phần modifier, thì chúng ta chuyển qua phần modifier ha. Rồi chúng ta đi qua phần modifier ha. Thì modifier là cái gì? Modifier là một trong những cái bộ công cụ rất là hay. Nó dùng để trực tiếp dùng để modeling. Nhiệm vụ chính của nó là modeling ha. Thì modifier nó sẽ tạo hiệu ứng, nó sẽ ảnh hưởng đến vật thể nhưng mà nó không làm phá hủy lưới của vật thể. Mình chuyển qua edit mode nè. Các bạn thấy cái lưới của nó như thế này, lưới của một cái mặt con khỉ à, thì nó sẽ như thế này. Cái modifier nó sẽ không phá cái lưới này nhưng mà nó sẽ thay đổi rất là nhiều thứ khiến cho cái vật thể này nó bị biến dạng đi. À, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu modifier nó nằm ở đây nè, trong cái bảng thuộc tính. Ok, các bạn sẽ add modifier. Thì trước khi add mình sẽ xóa, sẽ chọn hết tất cả, bấm A ha, chọn tất cả, chọn mirror. Mirror là một lệnh gọi là sao chép theo hình gương, nghĩa là đối chiếu lại với nhau, đối xứng lại với nhau. Các bạn bấm vào, mình sẽ chuyển sử dụng X. Các bạn đã thấy rồi đúng không? Và đặc biệt là nhưng cái này, hai cái này khi mà kết nối là nó là sao nó sẽ chồng lên nhau nha, nó sẽ chồng lên nhau. Rồi, ok, những cái lệnh này mình không có rõ lắm, nói chung là chưa đến lúc để quan tâm đến nó. Nói chung là trước giờ mình chỉ quan tâm như đây thôi. Thì thực tế là cái các bạn modeling một khuôn mặt như thế này nè ha. Bây giờ mình sẽ xóa đi ha, xóa bằng cách này và cái này mở nè, xóa nè. Ok, xóa đi. Bây giờ mình sẽ chuyển cái này về lại cho trung tâm luôn, cho Z. Rồi chắc là rồi ok. Giờ mình sẽ chuyển qua chế độ Auto và chuyển về số
9 thì à. Sorry. Từ để xíu nữa xíu. Quên mất cái view rồi. Mới xài đây quên mất rồi. Front là nó mất 1. À 1. Ok. Nãy mày bấm 23 mấy mà không chịu bấm 1. Rồi, mình sẽ chuyển về chế độ wireframe ha. Ok, A là xóa, là bỏ hết. Các bạn thấy đây là một cái lưới đúng không? Và gần như nó song song, nó đối xứng với nhau. Thì thường khi mà bạn thiết kế một khuôn mặt hoặc những cái gì đối xứng, bạn chỉ nên thiết kế một nửa thôi, một nửa bên nào đó và các bạn copy qua lại là nhờ cái loại mirror này nè. Thì bây giờ mình sẽ chọn và mình xóa hết những cái trong đây ha. Ok, bài tiếp rồi. Ok, S delete X rồi, X không được, nó đã xóa hết rồi á. À, bây giờ mình chuyển qua lại select. Oh, bị lỗi rồi, mình xóa lại ha, xóa face thôi. Rồi xóa file thôi. Ok, rồi các bạn đã thấy rồi đúng không, nó xóa hết một nửa của cái con khỉ rồi. Thì giống như các bạn bắt đầu thiết kế, các bạn thiết kế một cái nhân vật và các bạn đối xứng với nhau thì thường là đối xứng hết á, còn những cái chi tiết nhỏ nhỏ họ sẽ xây dựng sâu, bởi vì có thể con người mình đối xứng và rất là nhiều thứ đối xứng mà người ta thích cái sự đối xứng, nói thẳng là như vậy, nên người ta cứ làm mọi thứ đối xứng luôn. Các bạn có thể thấy rất là nhiều thứ mà đối xứng, và cái loại mirror này sử dụng rất là nhiều ha. Mình mới làm sao thì bấm V lộn với lại Photoshop. Rồi ok, bây giờ mình bấm A đã chọn hết. Rồi, bây giờ mình add modify nè, mình chọn mirror nè. Ok, các bạn thấy nó đối xứng đúng không? Đó. Thì ví dụ như khi mình thay đổi một cái điểm gì đó, các bạn có thấy bên kia nó cũng thay đổi theo đúng không? Đó, khỉ này nhìn có vẻ ngầu quá. Để nó dài dài ra nhìn ngầu. À, giống như siêu nhân vậy. Đó, thì các bạn có thể thấy nó thay đổi bên đây luôn. Thì sau khi mà các bạn tạo xong rồi thì các bạn có quyền apply nó vô luôn, hoặc là các bạn tạo ra một cái này, một cái bên trái và các bạn copy qua cái bên phải cũng được, không sao hết, tùy vào quyết định mỗi người thôi. Đó, thì các bạn thấy đó là một cái lệnh mirror là rất là hay. Ok, chúng ta sẽ đến với một cái lệnh khác, là cái lệnh subdivision surface. Bấm vào. Ok, bây giờ ở đây có những cái phím tắt nha các bạn có thể thấy ha, có những cái phím nè, có những cái biểu tượng nè, ví dụ như đây là không được render nè, đây là nhìn nè, cái độ chỉ nhìn nè, rồi có nhiều thứ. Ok, thì cái này nó đang bị lỗi mà không rõ là cái lỗi gì. Chuyển về chế độ cục. Rồi hiểu rồi, mình hiểu rồi, quên mất. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy ha, cái lệnh subdivision surface và mình mới add á, đó là nó sẽ tăng số lượng bề mặt lên, nó sẽ chia số lượng bề mặt lên và làm mượt nó đi. Giống như các bạn sẽ thấy ở một cái bề mặt như thế này là một cái bề mặt đúng không? Mình thấy có bốn cái cạnh này, nó được chia làm bốn đó, nó được chia làm bốn ra. Thì theo cái góc nhìn của mình, nó view là nó được chia theo một điểm, một đơn vị của nó. Nếu như mình tăng lên làm hai, rồi nó chia ra tiếp, nó làm mượt hơn. Thì là một trong những cái lợi quan trọng để mà các bạn tạo ra những cái hình mượt, thì các bạn thấy con kỹ nó mượt hẳn luôn phải không? Ví dụ như mình tăng lên 3. Ok, quá mượt, nhưng mà nó cũng khiến cho máy mình rất là chậm, bởi vì số lượng bề mặt hiện giờ rất là cao. Thì các bạn nên chú ý. Thì thực tế những người họa sĩ họ không có modeling nhiều ở trên cái chế độ này, và các bạn thấy nó hai chỉ là hai loại đúng không? Đó, thì ví dụ như mình để chế độ view 1 thôi, nhưng mà mình render là view 3, thì mình render ra nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và khi họ muốn xem lại, họ chỉ để chế độ view 3 rồi họ render view 3 thôi, còn lúc họ làm họ đã view 1. Thì giờ mình để view 2 đi, máy mình có thể chạy được view 2. Ok, thì cái hình ở ngoài này là cái gì? Lúc đầu thì mình tưởng nó bị lỗi hơn bị chồng, nhưng mà quên mất. Đó là khi mà kiểu là như mình nói với đầu á, cái modifier á, nó sẽ tạo hiệu ứng cho cái mặt lưới của mình, nhưng nó không phải hủy lưới, nên là cái lưới hiện tại nó vẫn như thế này. Và khi các bạn thay đổi cái lưới thì cái modifier đó nó cũng thay đổi theo nè. Các bạn có thể thấy ha. Đó. Thì đó, cái này là một công nhân trong những công cụ rất là hay và rất là quan trọng ha. Khi mà các bạn muốn thiết kế những cái chi tiết cực kỳ cao, hoặc là những cái tác phẩm thật sự là mà cũng muốn để tâm huyết vào cho nó thật sự là đẹp, đặc biệt là thiết kế khuôn mặt giống như những cái quần một phim hoành tráng, hay là những nói chung là những cái gì thật sự là đẹp và high modeling là cao cấp. Và dĩ nhiên là cấu hình máy của các bạn thì phải yêu cầu là rất là cao rồi. Bây giờ mình chuyển sang chế độ Object. Thì khi ở chế độ Object nó chỉ thấy những cái ứng dụng, những cái modifier này thôi, chứ còn nó không có thấy được cái lưới.
Ok, các bạn thấy con khỉ nó rất là mượt đúng không? Bây giờ mình chuyển về lại một này. Ok, nó bị chia ra lại này. Rồi, không, này là bình thường, ngay góc hơn hẳn. Đây ha. Đó. Rồi, thì bây giờ mình nói một chút nữa, đó là cái modifier này nó hoạt động theo stack. Thì những bạn nào đã chuyên bên công nghệ thông tin, các bạn sẽ hiểu stack là cái gì, có nghĩa là cái trên nó ảnh hưởng trước và cái dưới nó ảnh hưởng sau. À. Rồi, mình tắt ha. Đóng lại. Rồi, bây giờ mình di chuyển nè. Mình di chuyển lên xuống mà hai cái phím này nè. Không. Các bạn sẽ thấy có một số chi tiết nó khác. Bởi vì cái thằng nào ở trên thì nó ảnh hưởng trước rồi mới đánh thằng dưới. Thì các bạn thấy là cái subdivision nằm ở trên. Thì khi nó sẽ chia ra trước khi nó merge lại, khi nó tạo ra cái bảng song song nên nó sẽ hình như thế này. Còn cái này là nó sẽ song song trước rồi nó mới subdivision ra. Các bạn nhìn không biết, mình không biết nói các bạn có hiểu không nữa ha. Đó. Thì cái này rất là quan trọng nha, nếu như các bạn muốn tạo những hiệu ứng kỳ lạ sự sắp xếp, khả năng sắp xếp của cái hiệu ứng nó cũng rất là quan trọng à, nói như các bạn có thể coi là như này, những cái lớp, những cái layer của Photoshop hoặc là những cái layer của After Effects. Ok, thì đó là những gì mình muốn nói về modifier ha. Thì trong modifier nó còn có một cái nữa là copy và apply. Apply và copy, apply là áp vô luôn. Rồi xong, bạn không thể thay đổi nào được nữa ha, còn chuyển Z rồi ra lại, nhưng mà khi apply vô rồi bạn không thể thay đổi được, và cái lưới nó cũng đã bể luôn rồi. Mà thường người ta không ai apply đó, thường họ không apply nhiều, chỉ khi nào ra thành phẩm cuối cùng á họ quyết định là xong rồi á họ mới apply vô. Còn copy nó sẽ tạo ra một cái bản copy thôi, nó sẽ copy cái này ra, copy hai cái modifier ra khác nhau nhưng mà cùng giữ nguyên thông số ha. Các bạn đã thấy là cùng giữ nguyên thông số, dừng để y đi, y nó tạo ra một kỹ ngược. Rồi bây giờ mình tắt cái này, tắt cái này ha. Y bây giờ mình copy ra lần nữa. Nặng quá. Bạn thấy nó vẫn giữ nguyên thông số với thằng trên đúng không? Đấy, đó. Thì đó là cái lệnh copy ha. Còn đứng máy nữa thì mặc lại mình tắt bớt đi. Rồi ok. Rồi. Thì modifier đến đây chỉ là kết thúc. Thực tế là cũng là kết thúc luôn cái bài của ngày hôm nay rồi. Đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về phần modeling. Thì mình nghĩ là tất cả các bạn sau khi xem clip này có thể làm được một tác phẩm đơn giản cho mình rồi ha. Tại vì chúng ta đã học được về cách tạo vật thể nè, có những cái loại vật thể ở trong phần shape A nè, shape A và rất là nhiều loại vật thể ở đây để có thể làm vật thể nền. Khi các bạn đi học vẽ, cái người giảng viên họ bắt đầu họ chú ý, họ hướng bạn đến đầu tiên là vẽ cái khối cho nó chứ không có phải là vẽ chi tiết. Bởi vậy nên nhiều lớp cơ bản lại học bắt các bạn học cái vẽ hình khối ha, vẽ khối vuông, khối lập phương, khối tròn để các bạn hiểu được cái cấu trúc của nó. Và các bạn vẽ ra được, các bạn hiểu được rồi thì các bạn bắt đầu xây dựng được rất là nhiều thứ. Thì tất cả những cái hình ban đầu khi phát thảo chúng ta đã quy rồi những cái khối hết, thì trong 3D nó cũng vậy thôi, chúng ta sẽ quy vào những cái khối chứ thẳng ai mà bay vô modeling thì những chi tiết liền đâu. Tại vì lỡ mà mình modeling chi tiết liền cái vô gặp cái khối nó không có đúng, nó không có đẹp, tốn công rất là tốn công, mình ngồi modeling chi tiết cho đã xong là không được gì hết. Đó là nó là lý do tại sao là chúng ta nên học vẽ cơ bản trước khi mình bắt đầu vô modeling, thì ít nhất chúng ta nhìn vô chúng ta cũng biết được là chúng ta bắt đầu xây dựng từ đâu. Ok, thì bài hướng dẫn của mình đến đây là hết ha. Mình đã giới thiệu cho các bạn về cách tạo vật thể nè, cách tạo Sloop, tạo Loop Code nè, tạo chuyển qua Edit Mode nè, có Stroke nè, Loop Code nè, rồi rất là nhiều thứ trong cái Control F ha, như Fill nè, Max Add nè, rồi Inset nè, rồi Bevel rồi đó đó. Thì những cái đó các bạn có thể bắt đầu bạn vọc phá đi, vọc phá để bắt đầu tự tạo ra một cái tác phẩm cho riêng mình. Thì mình nói sơ sơ thôi, bây giờ mình sẽ nói sơ sơ thôi. Mình chuyển về lại cái độ kê Delete. Như nãy các bạn thấy là mình tạo một cái cylinder á. Cho nó về lại không hết ha. Bạn bấm phím N để nó ra cái bảng này và chuyển nó về không. Enter. Rồi ok. Thì các bạn thấy lúc nãy mình để trong cylinder đúng không? Bây giờ mình lấy cái này, chọn mặt phẳng này. Mặt phẳng này rồi insert nó vô. Rồi chúng nó lên. Rồi bevel nó một tí. À Ctrl B nhầm. Ctrl B. Bẻ lưới lên con thần thì ra bevel tí ha. Ok. Rồi các bạn có thể thấy phải là bấm Ctrl D rồi. Mình quen tay trong Photoshop á, Photoshop còn trong D là deselect.
rồi xài nhiều quá quen nên nó hơi bị loạn tí, không ai ha. Rồi mình phải chuyển qua tab lại đó. Rồi bây giờ mình có một cái gì đó giống giống rồi, bây giờ mình chọn mặt thẳng, chọn một cái, tạo một cái lớp đi. Ok, để đây đi. Rồi bây giờ mình chọn mặt phẳng này ha, mặt phẳng này ha. À, không, mặt phẳng này có vẻ không hay, mình tạo thêm một số ít lớp nữa. Rồi chọn X. Rồi, sao phải đi. Rồi chọn S. Rồi bây giờ mình lấy hai cái face ra. Face. Oops. Sorry, bấm nhầm. À để mình chọn face thôi. Bỏ này đi. Tại vì chọn cái đó nó bị á. Rồi chọn extrude ra nè. Ha, extrude ra. Rồi extrude nhưng mà ra rồi xoay nó lại nè. Theo chụp y hả, y hơi ăn gian tí thôi, từ để làm là từng cái ha. Kéo nó ra, chút nó ra, chưa quen lắm, mình chưa có quen lắm. Xuống này cũng vậy, y nó ra thế, rồi kéo lên, kéo lên lên. Rồi cái chốt nó ra thêm miếng nữa hả? Xoay đi, xoay đi. Để xíu. Ctrl Z, R, E, E. Sorry. Sorry. X, A, chụp A. Rồi, vậy đi. À, cái này cũng vậy luôn. R I scan nó xuống tí, xúc nó ra tí. Rồi xóa hai mặt này đi ha. This face, this face. Rồi giờ mình chọn những cái cạnh. Vậy tao chắc là ok, Ctrl E, hay Ctrl F nhé, Ctrl F xíu. Ups, lỗi rồi. F Made S face đó. À, mình đánh liên kết hai thằng này lại với nhau á mà. Anh F hả? Sao rồi? Trên E. Ok, F. Mình nhầm F nhưng mà là Anh F. Chưa học được, mình chưa học thuộc, mình mới học tối qua thôi. Nhưng mà hồi xưa cũng model một số thứ ở trên Maya á, nên bây giờ ngưỡng nghề. Ok, các bạn có thể thấy rồi, nó hơi méo mó tí, có thể quay về chế độ Edit Mode, chỉnh theo điểm. Điểm nó tròn tròn lại một tí. Thì đây là modeling đó các bạn đang modeling, mình đang modeling cho vui thôi. Cho các bạn thấy là mình có thể modeling được. Mà qua cái bài này mình có thể modeling được. Nãy giờ mình xài những cái lệnh mà mình giới thiệu không à, mình không có xài những cái lệnh gì cao siêu đó. Qua cái bài này thì các bạn có thể thiết kế lại được những cái tác phẩm của mình ha. Ok. À còn một cái điều nữa mình quên nói. Mình quên nói cho các bạn biết, đó là cái Ctrl R ha, Xloop. Ok. Thì các bạn có thể di chuyển cái loop này. Thôi mình không có nói ở đây đi. Mình nói ở đây đi. Chọn cái điểm này, chọn cái cạnh này. Thì bây giờ các bạn thấy khi mà di chuyển á, các bạn nó di chuyển nó bị phá cái mét đúng không? Phá cái mét thì cái đó các bạn, khi mà các bạn tạo ra một cái loop
bạn khi mà các bạn tạo vào lúc mà các bạn di chuyển nó cũng phá cái mét luôn. Vậy thì làm sao để có thể di chuyển cái lưới này chạy dọc trên cái đường này, thì khi đó các bạn bấm phím G ha, bấm phím G lần nữa, nó sẽ chuyển sang một cái chế độ gọi là chế độ slide S, chạy trên chế độ S-Loop ha. Đó đó, thì các bạn thấy nhiều khi á mình muốn chuyển cái lưới này về, gọi là mình muốn chạy lại lưới á, chạy lại lưới cho nó đẹp, chạy lại lưới cho nó chuẩn một tí, thì các bạn mà không muốn phá cái hình đó thì các bạn có thể dùng cái này á, nhớ G hai lần. G lần đầu tiên là các bạn sẽ để chế độ trên lace, và G lần thứ hai các bạn sẽ để chế độ di chuyển của S slide. Ok, thì nói lông bông vòng vòng nãy giờ tốn thời gian các bạn, thì thực ra mình làm được cái gì đây? Vậy nó giống cái ly đúng không? Cái ly mà cái này nó hơi hơi thấp, tại vì mình vô đây sơ xài thôi, là cho các bạn thấy về cái khả năng các bạn có thể làm được những gì sau cái bài này ha. Cho nó xuống một tí, dưới này nó bị vậy. Thì các bạn muốn kiểm tra thì các bạn chuyển qua chế độ wireframe mà không Z hết, các bạn có thấy ở đây nè, cái nó không bị gì hết, cái mới lên sơ xài thôi mà. Rồi các bạn thấy nó giống như ly ha, ví dụ như mình sẽ add thêm một cái division surface rồi 6 à. Ok, nó hơi cục mịch đấy, thì làm chơi cho vui thôi. Nhưng mà ý mình muốn nói ở đây là các bạn có thể dùng những cái lệnh vừa rồi mình giới thiệu á, các bạn có thể làm bất cứ cái gì đơn giản ha, ở những cái mức độ đồ dùng học tập hàng ngày, hoặc là những cái đồ dùng mình dùng thường xuyên như dao nè, kéo, nói chung những cái gì mà có hoặc là cứng á, cái hình nó cứng cứng một tí hoặc là ít chi tiết một chút, hoặc không có nhiều cái chi tiết gì mà mạch, các bạn có thể dùng những cái lệnh này các bạn thiết kế lại ha. Khi đó thì các bạn đã bắt đầu dấn thân vô con đường nghệ sĩ, dấn thân vô con đường nghệ sĩ ba chiều. Nghe có vẻ rất là nguy hiểm ha. Thôi nhưng mà đó là những gì mà mình muốn nói về cái bài ngày hôm nay. Và các bạn nên kiếm, nếu như các bạn bắt đầu muốn modeling sau cái bài này, thì các bạn nên kiếm một cái hình, các bạn lấy một cái hình, các bạn chụp từ trên xuống trái qua và ở dưới lên, ở trên xuống trái qua, ở mặt mặt bên đó, ở mặt mặt trước với mặt trước, trên xuống trái qua và mặt trước, giống như là một cái bàn bể công nghiệp á, như cái bài trước mình đã nói á. Rồi các bạn bắt đầu, các bạn bắt tay vô modeling, di chuyển các chuột điểm. Thì để các bạn có thể thành thạo được modeling thì chỉ có một cách, đó là làm thật nhiều thứ lên tên vô để tăng tay nghề lên thôi. Và modeling thì mình nghĩ là các bạn nên modeling ở mức vừa phải, ở những gọi là sao, coi một clip xong rồi modeling khoảng 5 đến 6 cái thôi, xong là chuyển qua một cái clip khác. Bởi vì mỗi cái clip của mỗi người nó sẽ có hướng dẫn cho các bạn một cách modeling khác nhau, và có rất là nhiều cách modeling, có rất là nhiều cách thiết kế, có rất là nhiều lệnh để thực hiện một cái chức năng nào đó. Nên các bạn coi càng nhiều, các bạn càng biết được nhiều cái, thì các bạn có thể chọn được cái cách tối ưu nhất, cái cách phù hợp nhất của mình để tạo ra một cái thiết kế riêng cho mình. Chứ nếu như các bạn cứ bám mãi vô trong một cái clip rút, hoặc là cứ xài hoài một cái skill, cứ xài hoài một cái kỹ năng thiết kế, thì các bạn sẽ mãi mãi không là được, bởi vì các bạn không học cái mới. Thì nếu như mà các bạn muốn phát triển và modeling thì các bạn nên học nhiều thứ và bắt đầu kết hợp lại với nhau. Ok, thì hôm nay cái bài mình kết thúc ở đây ha. Mình tên là Hoàng Nguyên ha. Nếu như có câu hỏi nào hoặc góp ý nào thì các bạn có thể gửi về fanpage Facebook, Gmail hoặc là wiki của mình, thì bất cứ ý kiến nào đóng góp mình đều tiếp nhận hết. Chào các bạn ha.